Kính chào các bạn đang đến với Khoa học Phong thủy cùng Master Kỳ. Như các bạn cũng biết, vào ngày đầu năm mới của Tết âm lịch, mọi người thường có thói quen mừng tuổi. Vậy thì ý nghĩa của mừng tuổi là như thế nào? Thưa quý vị, lì xì hay mừng tuổi vào dịp Tết Nguyên Đán là một phong tục lâu đời của người Việt. Dù là Tết xưa hay Tết nay, tục lệ này vẫn luôn được gìn giữ và trở thành một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết đến xuân về. Mừng tuổi ngày đầu năm hay còn gọi là lì xì. Là một phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt cũng như nhiều nước Á Đông với mong muốn có thể nhận được nhiều may mắn và những điều tốt đẹp nhất đến với nhau trong ngày đầu năm mới. Người xưa thường hay cho tiền vào phong bao màu đỏ để mừng tuổi cho các em nhỏ. Phong bao màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn cát tường trong các màu và ngụ ý xua đuổi ma quỷ, mang may mắn đến cho những người nhận nó. Phong bao màu đỏ thuộc ngũ hành hỏa, tượng trưng cho sự hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Vì vậy, ngày đầu năm hay dùng màu sắc này. Mừng tuổi đầu năm không giới hạn trong 3 ngày Tết, mà thậm chí có thể kéo dài đến ngày mùng 9 hoặc mùng 10. Bên cạnh đó, mừng tuổi đầu năm còn tượng trưng cho tài lộc. Dù là người nhận hay người cho đi cũng đều cảm thấy hạnh phúc vì đã chứng tỏ tài lộc bạn nhận được rất nhiều. Sau khi con cháu thực hiện nghi lễ chúc Tết cho ông bà cha mẹ thì sẽ được ông bà cha mẹ mừng tuổi một bao lì xì đỏ. Tương tự như vậy, khi có khách đến chơi nhà vào những dịp Tết, nếu gia đình gia chủ có con nhỏ thì khách sẽ không quên mừng tuổi cho cháu của gia chủ kèm theo những lời chúc phúc may mắn đầu năm. Đồng thời gia chủ cũng gửi lại những lời chúc sức khỏe may mắn phát đạt cho khách. Ý nghĩa của lì xì không nằm ở giá trị vật chất mà là lòng mong ước cầu chúc cho con cháu hay ăn chóng lớn, vui chơi, học hành tấn tới. Còn những người lớn tuổi thì có thật nhiều sức khỏe để có thể bên con cháu thật lâu. Bên cạnh đó, số tiền mừng tuổi cũng có ý nghĩa riêng của nó, tùy theo hoàn cảnh và khả năng của từng cá nhân để trao tiền mừng tuổi. Tuy nhiên, xét khía cạnh huyền học thì ta có thể trao số tiền đó với ý nghĩa tượng nào lý đó, mong con cháu hanh thông và người già khỏe mạnh an nhàn. Thứ nhất, bạn muốn người nhận làm ăn phát tài thì trong bao lì xì nên có số tiền mà hai số cuối đó là 39. Ví dụ 39.000, 139.000, 239.000, 539.000, miễn sao số tiền cuối là 39. Còn con số đầu tiên thì tùy hoàn cảnh của mọi người mà số tiền khác nhau. Con số này khi kết hợp trở thành quẻ hỏa thiên đại hữu, kim ngọc mãn đường chi tượng, hình ảnh vàng bạc đầy nhà. Thứ hai, bạn muốn người nhận có vị trí cao trong xã hội và chắc chắn trong bao lì xì nên có số tiền mang hai con số cuối là 99 hoặc là 11. Ví dụ 199.000, 299, 399 hay 99 hoặc 2 tờ 1 đô cũng đem tới may mắn. Còn số tiền thì tùy hoàn cảnh mỗi người mà con số khác nhau. Hai con số này khi kết hợp trở thành quẻ bát thuần càn, nguyên hanh lợi chinh chi tượng, hình ảnh hoàn toàn dương. Đó chính là khí chất của người đứng đầu. Thứ ba, bạn muốn cho con cháu mình học giỏi, đỗ đạt thì trong bao lì xì nên có số tiền mà hai số cuối là 35. Chúng ta nói 35 là con dê hay là gì cả. Không phải các bạn. Bởi vì trong phong thủy á, dịch lý thì 35 chính là một số rất là đẹp. Con số này khi kết hợp trở thành quẻ hỏa phong đỉnh, luyện dược thành đan chi tượng, hình ảnh học giỏi và đỗ đạt. Thứ tư, bạn muốn người nhận an nhàn, hạnh phúc, sức khỏe và bình an, không lo nghĩ, thì số tiền trong bao lì xì luôn luôn là con số 88. Ví dụ 88, 188, 288, 488, miễn sao hai số cuối là 88. Còn số tiền đầu tiên mà muốn bỏ nhiêu tùy theo hoàn cảnh của mọi người. Vâng, thưa các bạn, Hồng Kỳ vừa chia sẻ các bạn một bí quyết, một bí thuật để đem tới sự may mắn. Thứ nhất đó chính là may mắn tài lộc. Thứ hai đó chính là công danh sự nghiệp. Thứ ba chính là thi cử đỗ đạt. Thứ tư chính là hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Đến đây Hồng Kỳ xin khép lại nội dung 1001 câu hỏi về phong thủy cùng Master Kỳ của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị với những nội dung thú vị và hữu ích trong chương trình tiếp theo.